Đăng ký thành công thì mình sẽ có 2.000 điểm thưởng nha. Nếu như bạn đăng ký thông qua đường link của mình thì anh em cũng sẽ nhận được là 2.000 điểm thưởng. Min đổi thưởng chỉ là 10k thôi. Nếu như anh em đi giới thiệu bạn bè thì hai người anh em đã đủ rồi ha. Vì một người chúng ta giới thiệu đã được 4k rồi. Đường link tải ứng dụng ở dưới phần mô tả video cho anh em nào cần nha. Ở đây chúng ta sẽ tạo tài khoản bằng hình thức là số điện thoại này, Facebook này hoặc là Google đều được. Thì mình sẽ sử dụng số điện thoại luôn ha, cho nó tiện. Rồi tiếp tục. Rồi đăng ký ngay. Chúng ta đợi một lúc nó sẽ gửi mã code về, anh em nhập vô là được nhá. Đây này, 087 này, 527 này. Rồi bây giờ anh em sẽ thêm một cái mật khẩu. Mật khẩu này gồm 6 số nha anh em. Đăng ký thành công thì mình sẽ có 2.000 điểm thưởng nha. Nếu như bạn đăng ký thông qua đường link của mình thì anh em cũng sẽ nhận được là 2.000 điểm thưởng. Chúng ta bấm vô đổi thưởng này. Rồi tính năng sẽ sớm ra mắt, có nghĩa là nếu như anh em muốn rút về tiền mặt đó thì hiện tại cái tính năng này nó chưa ra nha. Sắp tới nó ra mình sẽ review lại. Rồi bấm đổi thưởng lại này. Ứng dụng này thì cũng chỉ mới ra mắt cái chức năng cho phép anh em kiếm tiền thôi, và nó báo là tính năng rút tiền á sẽ ra mắt ở phiên bản tiếp theo. Min rút của chúng ta chỉ là 10.000 thôi và rút thẻ cào vẫn được này anh em. Một điểm nó tương đương với 1 đồng, tạo tài khoản được 2.000 điểm là 2.000 Việt Nam đồng ha. Giới thiệu một người bạn thì như được 4.000 điểm anh em, 4.000 đồng đó. Nếu anh em nào mà từng chơi app tot á, app đi bộ ha, đâu rồi? Đây phía ngoài mình vẫn còn app tot này anh em, đây. App đi bộ kiếm tiền đó mình từng review trên kênh. Ứng dụng này nó cũng tương tự ha, chúng ta bấm vô chữ là calorie này. Thì anh em sẽ thấy là nhận thưởng trên mỗi bước đi, cho phép ha. Chúng ta sẽ liên kết cái tài khoản Google của anh em để nó xác nhận cái bước chân mỗi ngày của anh em. Thì cái xác nhận bước chân này mình có hướng dẫn anh em cách fake ở video AppTot rồi. Có nghĩa là chúng ta ở nhà nhưng mà cái bước chân nó vẫn tăng ha. Mình có hướng dẫn anh em làm rồi. Giống như AppTot thì đi bộ chúng ta sẽ không kiếm được quá nhiều tiền đâu ha. Nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho anh em có thêm một cái thu nhập thụ động thôi. Cứ tải ứng dụng này về máy, sau đó thì cấp quyền. Nếu như chúng ta sử dụng các app fake bước chân hoặc là anh em đi bộ nhiều ấy thì anh em sẽ được cộng tiền. Và nếu như anh em đi giới thiệu bạn bè một rep anh em sẽ nhận được là 4.000 nha. Giới thiệu bạn bè thì chỉ thông qua đường link thôi, nó tiện hơn là chúng ta gửi cái mã code ha, rất là phiền. Và nếu như anh em đang thắc mắc về câu hỏi nào ở trong cái phần calorie này á, đi bộ để kiếm tiền này á, thì chúng ta bấm vào hỏi chấm này. Ở đây nó có một số câu hỏi mà người ta thường xuyên hỏi ha, thì nó sẽ update lên đây, nó có câu trả lời sẵn rồi. Anh em có thể vô đây xem. Còn về phần nhận ngay voucher Phúc Long 50.000, nếu như anh em quan tâm muốn nhận cái voucher này á, thì chúng ta bấm vô chữ tham gia ngay nhé để nhận nó. Đây là cái voucher 50.000, thời gian là từ ngày 8 tháng 7 cho tới 31 tháng 12 nha, 2021. Rồi chúng ta bấm bắt đầu ngay. Anh em sẽ làm 7 câu khảo sát để nhận được cái voucher này. Giới tính của bạn này, rồi độ tuổi của bạn này, rồi bạn quan tâm đến dịch vụ tài chính nào, vay vốn, quỹ đầu tư, gửi tiết kiệm này, rồi thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu, thì cứ chọn ha. Rồi bạn sẽ dành bao nhiêu phần trăm thu nhập để đầu tư, thì mình sẽ dành từ thu nhập mà, rồi từ 10 đến 20 ha. Bạn muốn đầu tư trong bao lâu thì mình thông thường sẽ đầu tư crypto, mình đầu tư ngắn hạn nè, lướt sóng thôi, dưới 6 tháng này. Rồi mức lợi nhuận lỗ trên vốn đầu tư của bạn là đầu tiên đi, cho nó nhanh nha. Bây giờ anh em sẽ thấy một cái mã nhận thưởng như thế này, bấm chữ sao chép nhé. Rồi bắt đầu ngay. Chúng ta cần phải tải thêm một ứng dụng khác, đó là Zpay. Zpay nó là một cái ví điện tử thôi, dùng để thanh toán chuyển tiền, giống như là Momo, Yalobay ha. Vào ứng dụng Zpay thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản mới nếu như chưa có thôi. Đăng ký cùng với cái số điện thoại hồi nãy luôn, cho nó tiện để xử lý ha. Rồi tiếp tục này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi một cái mã xác thực về. Đấy nó về rồi anh em, 727 này, 175 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo mã pin 6 số tiếp nha. Rồi vậy là hoàn thành rồi anh em, tiếp tục này. Nó sẽ có một cái bước đó là xác thực tài khoản, chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Thì tạm thời chúng ta sẽ chưa xác nhận cũng được ha. Chúng ta bỏ qua một bước đi. Mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái voucher KB Fina này luôn, bấm vô. Ở đây anh em sẽ thấy là nhận ngay voucher Phúc Long 50k, bấm chữ nhận thưởng ngay này. Rồi, nó sẽ yêu cầu bạn dán cái code, cái mã nhận thưởng hồi nãy vô ha, sau đó bấm tiếp tục. Vậy là anh em đã nhận thành công rồi nha. Mình có thấy nhiều người đăng trên Facebook á, các cái ảnh rút tiền thành công, thì những bạn đó vô cái phần đổi thưởng được nha anh em, còn máy của mình vô thì lại không được, nó cứ báo là ở phiên bản sau, cứ văng ra thôi. Nếu như anh em nào vô được thì chúng ta có thể thử đổi nha. Đây,
Min đổi thưởng chỉ là 10k thôi. Nếu như anh em đi giới thiệu bạn bè thì hai người anh em đã đủ rồi ha. Vì một người chúng ta giới thiệu đã được 4k rồi.